chứng đạo ca anh thái Trang tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân chén trừ vọng tưởng chén cầu chân vô minh thật tánh tức phật tánh huyễn hóa không thân tức pháp thân pháp thân giác liễu chén một phật bổ nguyên tự tánh thiên chân phật mai trôi năm uẩn không đến đi bọt nước ba độc chìm hư nổi chứng thật tướng vô nhân pháp diệt nghiệp vô dạng chỉ một niệm nếu ta nói dối lừa chúng sanh tự chuốt rút lưỡi trần sa kiếp đốn giác liễu như lai thiền sáu độ vạn hạnh thở trung viên khi mộng thấy rõ có sáu đường giác rồi rỗng không vô đại thiên không tội phước không tổn ích trong tính tịch diệt chớ hỏi tìm xưa nay gương bụi chưa hờ lâu hôm nay ta cần giải phân tích ai vô niệm ai vô sanh nếu thật vô sanh chẳng gì sanh gọi người gọi đến hội lý trên xuyên tu phật đạo sớm muộn thành buông bốn đại chớ nắm giữ ăn uống tùy duyên tánh tịch diệt các hành vô thường hết thể không chính là như lai đại viên giác những lời ấy hiển chân thừa Ai không đồng ý hãy cứ hỏi Chỉ thẳng canh nguyên Phật sở ấn Vạch lá tiềm cành ta chẳng thở Như ý châu người không biết rèn có thở được như lai tạng Số loại thần thông không chẳng không Minh châu sáng ngời xét phi xét Tịnh năm nhãn đếch năm lực Tu chứng bền không khó suy lường Hình dáng trong gương thấy đâu khó Nhưng trăng dưới nước sao múc đây Thường độc hành, thường độc bộ Ai chứng cùng vào cảnh tịch diệt Giai điệu cổ xưa tiếng thanh cao dáng gầy trực tâm ai thèm ngắm Đỡ tứ Phật miệng sưng bằng Đích thật thân nghèo đạo chánh bằng Bởi nghèo thân luôn mệt áo vá Còn đạo tâm ẩn vô giá trăng vô giá trăng dùng vô tận lợi vật ứng cơ chẳng kêu tiếc ba thân bốn trí thở viên dung tám giải sáu thông tâm địa ấn thượng nghe một hiểu tất cả trung hạ học nhiều nghi cũng lắm chỉ cần rũ bỏ quần áo dơ sao phải rêu rao khoe tinh tấn cờ ai chửi mệt ai chơ cầm lửa đốt trời tự chuốc khổ ta nghe giống như uống cam lồ tiêu tan vào thỉnh chẳng nghĩ bàn quán lời ác là công đức tức sẽ trở thành thiện tri thức chớ vì chơ trách khởi oán hờn sao hiện vô sanh từ nhẫn lực Tông cũng thông thuyết cũng thông định tựa quyên minh chẳng trợ không chẳng riêng ta nay một mình liễu hành xa chư phật thở tánh đồng sư tử hỏng thuyết vô ý trăm thú nghe xong sẽ ốc não vôi chạy bôn ba mất giáng uy trời rồng lạnh ngóng sanh hoan hỷ qua sông biển trèo non suối tầm sư vấn đạo vì tham thiền từ lúc biết được tàu khơ lộ, mới rõ sanh tử chẳng liên quan đi cũng thiền ngồi cũng thiền nói im động tĩnh thân an nhiên dù gặp gươm đau vẫn thản thản dù bị thuốc độc cũng nhàn nhàn thầy tôi xưa thấy nhưng đen phật nhiều kiếp từng làm nhẫn nhục tiên bao lần sanh bao lần tử sanh tử dèn dệt vô định chỉ từ khi đốn ngộ liễu vô sanh vinh nhục hà tất phải buồn vui vào rừng sâu trú tỉnh mịch ẩn vật non cao dưới cội tùng nhàn nhã tĩnh tọa giả tên gia tĩnh mịch an cư thật tiêu dao giác liền hiểu chẳng thi công tất cả hữu vi pháp bất đồng trụ tướng bố thí sanh thiên phước ví như dương tên bén hư không khi lực hết tên rơi xuống chuốt lái đời sau không như ý chẳng bèn vô vi thật tướng môn một bước vào thẳng như lai địa chỉ lấy góc, lo chi ngọn như tịnh lưu ly chữa bảo nguyệt khi nào hiểu thấu như ý châu tự lợi lợi tha mãi chẳng kiệt sông tranh chiếu tùng gió thổi đêm dài thanh vén phải làm gì phật tánh giới báo, tâm địa ẩn Mây hơi xương khói khoác làm y bác phục rồng trưởng hàng cọp hai quen mắt vàng kêu len keng đâu phải pháp khí không tung tích như lai tích trường đích thân truyền chuyển cầu chân chuyển đoạn vọng biết rõ hai pháp không vô tướng vô tướng vô không vô bất không tức là như lai chân thật tướng gương tâm sáng soi vô ngại quán triệt thâm thẳm trùm pháp giới muôn hình vạn vế hiện ở trong minh châu sáng ngời chẳng trong ngoài rơi vào không bát nhân quả lỗ mãn phóng đảng chiêu ương hòa bỏ có chấp không bền cũng thế vì đỡ thoát chìm chui vào lửa buông vọng tâm giữ chân lý buông giữ cái tâm thành xảo ngụy học nhân chẳng hiểu dụng tu hành chân thành nhận dịch làm con quý hao pháp tài diệt công đức tất cả đều do tâm ý thức bởi vậy thiền môn đoạn trừ tâm vào thánh vô sanh tri kiến lực đại trưởng phu cầm kiếm tùa diệu tùa nhọn bén kim can lóe không chỉ tuổi phá ngoại đạo tâm sớm làm thiên ma sợ khiếp đảm nổi sấm pháp đánh trống pháp Kéo may từ bi rưỡi cam lồ long tường giảm bước thấm vô biên ba thừa năm tánh đều tính ngộ ở vùng núi tuyết mọc có mượt bơ nguyên tinh chớ ta thường nếm một tánh viên thông tất cả tánh một pháp bao gồm tất cả pháp một tranh hiện khắp tất cả nước tranh trong bao nước một tranh soi chư phật pháp thân vào tánh ta tánh ta cùng hợp như lai tánh một địa đầy đủ hết thể địa phi sắc phi tâm phi hành nghiệp khể tây viên thành tám vạn môn ba vô số kiếp một niệm diệt không số hay lời có thở tạ liên quan gì đến linh giác ta chẳng thở chơ chẳng thở khen thở như hư không vô biên tớ không rời tại xứ thường trạm nhiên dù muốn tìm nó chẳng thấy đâu giữ không được buông chén được trong chén thở được được cái gì im khi nói nói khi im mở cửa đại thí không khóa kín có người hỏi tôi giải tông gì xin nói là sức đại diệu tựa hoặc đúng hoặc sai người chén rõ nghịch hành thuận hành trời còn khó ta sớm đã từng nhiều kiếp tu chén phải nhàn rỗi dối gạt nhau dựng pháp tràng lập tông chỉ phật xét rành rành ở tàu khơ ngài đại ấm quang thủ truyền đen hai mươi tám đời ở thiên trúc pháp đông lưu vào đất này tôn giả giác pháp là sơ tổ sáu đời truyền y thiên hạ Hy hậu nhân đất đạo sao đếm cỡ chân bất lập vọng bốn không dẹp hữu lẫn vô chẳng không không hai mươi không môn vốn đừng chấp nhất tánh như lai thở tự đồng tâm là gốc pháp là trần cả hai tựa như vết trên gương vết dơ trừ sạch sáng hiện dần quên tâm lẫn pháp tánh là chân ôi mạt pháp ác thời thở chúng sanh phước bạc khó điều chở rời thánh xa xăm tà kiến thâm ma cường pháp nhược lắm oán hại nghe giảng như lai đốn giáo môn hẳn không diệt trừ như ngói vụn tạo ở tâm thân chịu khổ đừng có kêu oan đổ lỗi người muốn không chuốc lấy nghiệp phô gián chớ bán như lai chánh pháp luân rừng hương đàn không tạp thụ Trầm rạp ôm tùm sư tử trú giữa rừng yên tĩnh một mình giàu chim bay thú chạy đều lánh xa Sư tử con bước theo sau Ba tuổi đã gầm hóng dữ dội Cho dù giả can theo pháp vương Trăm năm yêu quái há mồm to Viên đốn giáo chén tình người Có nghi do dự cần giải quyết Không phải sơn tên thích nhân ngã Tu hành sợ rơi hố đoạn thường Sai chén sai đúng chén đúng sai lệch đường tơ mất ngàn dặm đúng tức long nữ vuột thành phật sai tức thiện tinh đọa địa ngục ta thời niên thiếu tầm học vấn cũng từng xem sớ dò kinh luận phân biệt danh tướng chẳng biết dừng vào biển đếm cát tự nhật mình đáng bị như lai vỡ trách nền đếm trăng báo người có ích gì từ xưa ngơ ngác hành hư ngụy bao năm uống làm phong trần khách chúng tánh tà hiểu biết sai chén đạt như lai viên đốn giáo nhị thừa tinh tấn thiếu đạo tâm ngoại đạo thông minh không trí tuệ cũng ngu si cũng thơ dại lầm nắm tay không sanh thật giải ngón tay chấp trang thật uống công Xấu can cảnh hiền hư vọng không không thấy một Pháp tức như Lai Nên được gọi là quán tự tài Khi hiểu nghiệp chướng vốn là không Chưa hiểu thì nợ tất phải trả Đối gặp tiệt vua nào giảm en Bệnh gặp uy vương tránh sao lành Tại dục hành thiền sức tri kiến Trong lửa sanh mộc mãi chẳng hoài Dũng thí phạm trọng ngộ vô sanh Đã sớm thành Phật hiện ở đây Sư tử Hống thuyết vô úy than ôi mọi giờ kẻ u mơ chỉ biết phạm giới chướng phật đạo chuyện thấy như lai khai bí quyết có hai biết phạm dâm sát tôn giả cận thủ tên tội siết đại sĩ tịnh danh đốn trừ nghi ví như nén ghét tàn xương tuyết sức giải thoát chẳng nghĩ bàn diệu dụng hàng xa không cùng tận bốn sự cúng dường chẳng từ nan muôn lượng hoàng kim cũng tiêu hết tan xương nát thịt chưa đủ trả liễu đạt một câu siêu trăm ức pháp trung vương tối thánh cao hàng xa như lai đều cùng chứng tôi nay liễu giải như ý châu những ai tín thọ đều tương ứng thấy rất rõ không một vật cũng không người cũng không phật đại thiên xa giới như bột biển hết thảy thánh hiền như điện chớp cho dù vòng xét quay trên đầu định tựa viên minh mãi chẳng mất dù trời lạnh tranh chuyện nóng chúng ma chảnh thở hoại chân thuyết xe vôi cao ngất chầm chậm tiếng ai thấy bò ngựa cản đường chưa vôi lưỡng không đi lối thỏ con đại ngộ chén chấp việc nhỏ nhang chớ mang ống sáo nhìn bầu trời ai nay chưa hiểu ta nói rõ chứng đạo ca <laughs>